Rồi chào tất cả mọi người luôn nha. Tắt cái đèn cho ba ơi. Để chán quá không thấy. Thì bữa nay có chú Bảy với chú Mười luôn. Với ông Hai Tấn ông đi đám tiệc rồi. Thì ở đây nguyên cái dây luộng này nè mọi người. Nguyên hết cái khu này là bơm nước hết ráo luôn nè. Bây giờ mới giúp cháu mình đặt 12 cái ngục. Đặt 12 cái ngục ngay chỗ này nè, ngay cái đìa này nè. Đây có cái đìa mấy cháu đặt ngay từ ở đây đi tha đó. Mày mới giữ á. Đây nè, cái máy này là cái máy tục hết nha mọi người. Nè, đó bình với lo nè. Chỗ này, cái đó cái máy đang gắn vô tục á. Ừ. Rồi gắn thử nghe ơi. Chưa, tại chú cũng gắn cho nghe. Gắn còn thử thử rồi nó kêu không? Không không không, con phải gắn vô lo nữa mới được, có thể nhớ nữa mới được. Ừ, cái này là 12 cửa ngục. Trong đây là 4 cái. Ở đây hai cái là 6 cái. Giờ mấy chú cháu mình đặt cái khu này thử được mấy cái nha mọi người. Rồi đi chú ba. Yeah. Không không không, lấy cái này trước đi, cái đó mấy cái đó không không ấy đâu. Vét nguyên cái ra luôn. Trời ơi, gì vậy? Cột cũng kỳ vậy trời. Buồn thiệt chứ. Rồi ghế. Đấy, rồi. Đó. Người hai cái. Đặt bây giờ đặt à. Ừ, bây giờ mình xung quanh hết điện từ đây, từ ngay miếng này ra được rồi nè. Thôi để ba chú cháu mình đặt cái nha mọi người. Đặt dưới đường mương luôn chứ. Đặt dưới đường mương được không ta? Được. Đặt dưới đường mương nó mới dễ á. Phải không? Để mấy chú cháu mình đặt lại giờ. Thì nào đặt xong mình quay cho mọi người xem nha. Đó. Mấy chú cháu mình đặt được ba cái rồi. Cái đó nữa hết rồi. Mình canh ớt trong đìa nè mọi người. Canh ớt trong cái đìa này ra nè, trong đây có cái đìa. Không, đặt nguyên đường dài đã không? 6 cái. Giờ vô mình lấy cái máy mình bỏ lên trên mình tục nó. Chứ ớt này tục nó mới ra nữa. Không tục là không bao giờ nó ra. Nước bơm á. Nước bơm chứ không phải mà nước mưa, nếu mà mưa thì tự ra. Còn bơm thì mình phải tục thì nó mới ra là. Mình giờ để mình lấy cái máy mình tục lại. Chút xíu mình có mình quay lại cho mọi người xem nha. Hy vọng sẽ có ớt như bữa hôm bữa. Bên này có chú Bảy chú Mười nè. Chú Mười đi bò trên đi, chú Mười đi bò trên đi, con đi bò dưới. Thì nào có rắn mình quay tiếp cho người xem nha. Đừng con rồi đó. Trời, thứ gì cũng bắt cua đồng chơi luôn. Chú có hy vọng nghe sôi chút xíu có mấy chú cháu mình nướng luôn nha mọi người. Nướng mọi luôn. Đây đây con lấy cái túi. Cua đồng này á, cua đồng mà nấu bún riêu là hết lặn luôn á. Chú Bảy bắt gì đây vậy? Áo vợ. Áo vợ. Lấy cái túi. Dạ. Đựng con rắn trung à. Đựng con rắn trung nè mọi người. Trong đi dạo mấy cái ruộng lát. Lát chút mới lấy chút xíu nữa mới nhiều. Giờ nó chưa ra mới đồng hơn. Đi lên đây này ngồi đừng ngồi đó. Mấy chú cháu mình đi thăm cái 12 cửa ngục nha mọi người. Thì hồi nãy có về nhà. Đâu chú Bảy giờ rơi cho chú Bảy. Có về nhà đem theo con rắn hậu hành với con hổ ngựa. Lỡ không có dính hết, không có hết để mình cố cái này. Chứ tọc lóc luôn mọi người. Đi thăm cái 12 cái ngục, có con nào không? Rồi
thấy cớt rớt rồi nè, rớt quớt rồi, nông tung tung như đó ta, hay chưa ra ta. Thu đồng hả? Ôi thấy trước trước rồi nè. Sai sai nè. Giờ này không lấy chưa ra ta. Trời ơi không dính con nào luôn trời. Cất trước rồi. Cất quốc rồi mọi người. Bắt được con nha mọi người. Đây. Gương mặt thân quen nè, tắt cái đèn cái. Hay dữ vậy ta. Ôi trời ơi. Có mồi mọi người ơi. Rồi ở trong đây nè, ở đây có sao cái lỗ trong đây không có ta. Thôi, đi đi. Đi mình đi lên tảnh mình xử cái kia đi, mình nướng mấy con này đi. Rồi chút mình chờ chút xíu đi mọi người. Chờ xíu cái mình đi thăm đợt hai của chính con nào nữa không? Mình đang hãy tính bắt được con. Gì vậy? Cua đồng. Ôi cua ếch đực cái đã. Ếch đực đã ghê, không hái hay thì chứ. Ở đâu quải có đề không? Có không? Có nghe ếch kêu không? Giờ mình nướng mấy con trắng này nha mọi người. Cạo dải hả chú bảy? Ừ. Nhưng mình cạo dải nó. Có một con ếch một à. Với hồi qua ông hai ông sôi được 4 con. À, được 5 con, 5 con như đó được rồi. Chắc phi ớt mới ra chứ vợ chưa ra đâu. Nãy đi thăm không dính con nào. Đây nè. Cái ống nè chị nè. Ở chứ sao? Nè đây nè. Quá khùng nè. Chị chết à. Đợt coi nè 2 4 6 người với mình đó 7 người. Mà trời có nhiêu đây nè mọi người. Trời cái đống than này nó tàn. Mình mới nướng được. Đây nè. Ê. Ở đây là được đâu 2 5 6 con. 6 con ếch với 2 con rắn. Với mớ này. Giờ chờ cho than nó tàn mình mới nướng được. Người ta vậy ta sao gì giỏi vậy đó mà. Người ta quá giỏi vậy đó. Nè mọi người thấy không? Hết tướng mọi rắn còn đây nữa nhưng mà cái dĩ mình nhỏ quá mình làm không có được. Giờ mình ngồi mình nhâm nhi cái này đang mình chờ 12 cái ngục coi nó vô nào không. Khuya khuya mình mới đi ra mình bắt ếch ngoài được. Mọi người thấy không, ếch lằn chưa, nãy lướng bị áp quá áp á. Khét này chú ơi, cái da già uổng. Nhà ông hai xôi được mấy con? Con rắn không anh, chưa trở tên ơi. Chưa hả? Ừ. Trở cái đi. Nè 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 chú ơi. Con ếch trong này nó kêu quá trời luôn tưng. Nó thù quá mày, cái lô nó giọng. Ủa cái lô nó giọng. Ai biết hồi nãy điện anh không có được rồi em dặn hết cỡ luôn. Rồi giờ cũng chín rồi nha mọi người. Giờ mấy anh em mình làm nhâm nhi cỡ chừng cỡ bây giờ mới có 9 giờ à. 9 giờ mình chơi khoảng 11 12 giờ đêm hết mới ra rồi. Ủa nó kêu cái ghê không hay
mới nghe con đây nè. Rồi giờ ra tới kinh luôn, thấy ghê không? Mấy cái máy tục của mình lợi hại lắm mọi người, ghê lắm. Rồi mời mà anh em muốn rượu luôn. Rượu nho đó nha. Phải không? Ừ. Mày đó kinh lên á. Kinh lên kìa. Cái này không bằng rồi, mình mấy đứa cháu mình làm nhanh nhì chút xíu rồi đi sửa khi không có nhậu xỉn được. Người uống chừng ngồi uống chừng già ba ly. Chưa đúng rồi. Tại vậy tao biết hỏi lâu chút. À, à, chú mời 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 ông Hai Tướng uống cái chú mời. Nó ở đây kêu được trời nữa không? Kêu. Đưa cho chú Thiện lẹ lên, chú Thiện chép cái mỏ từ hồi nãy giờ, môi từ nãy giờ nè. Rồi vô dứt đi, vô uống với bên kia đi, con chưa uống được, quay chút xíu không? Nói chuyện tính này không uống dứt lại đi. Rồi nãy giờ anh lớn uống không mời ai luôn rồi. Để giờ tao nó đứng quay cho nó thèm chơi. Ngon ngon ta. Ủa đâu tới đây nữa. Nhanh lắm. Mới vô mới nhận. Rồi mời tất cả mọi người luôn nha. Dùng với mấy chú cháu mấy anh em đi rượu. Nhìn mà con mắt bắt cái đèn đó, nó nhìn con mắt y như bóng đèn xe hơi nó đổ quét luôn á. Giờ lát thì bạn sôi ớt ớt cũng mắt giống như nè. Hồi nó kêu gần ra sát bên rồi tao ơi. Kêu là mấy cái kinh. Đó, cái này anh tới có xòm cái bữa với lại ăn là cái kinh nhỏ xíu á, kêu có đóng luôn á. Nó qua xin rớt bồi đó. Phút rơi đó đó. Mời mọi người ăn cục bớt với anh em nha. Mặn không? Vừa ăn thì chấm ớt rồi. Mặn lắm. Lúc luôn rồi. Nếu Hai Tướng hỏi ăn nhiều mặn không á. Lâu lâu chúng mình lên hạnh bữa mọi người. Thằng Cường cảm mấy quay đâu có lên hình đâu. Mày đừng mưa luôn. Khỏi mình hết. Còn là quá 20 giỏ vậy. Xin em hấp trước nào. Có mà anh em đâu. Có hấp cái chân dưới tay á. Ừ, tay hấp nào hoặc chiều nhiều không? Hồi chiều rồi, mô mô tưởng mưa chứ không? Ừ, ở đây không? Mưa hổng có mưa ha. Đánh sớm mưa hổng vô nè. Có mình tặng mình ảnh mình gần lắm quá ở phía trước mưa không có mình với mấy nhân dùng cá mưa nên là ở này của cái tay thôi à. Mưa là từ hướng tây chưa xuống mới mình ở đây là hướng đông nên là đúng là ông trọng tế đó. Ừ. Mà anh em cái nữa nha, rượu nho rượu nhiều quên không có rượu nho rượu gì rượu tái tầm châu tầm tái dâu châu tầm mình á tái dâu nãy rượu nho à, tới kilo hả? Ừ. Đó, để nó có kêu đó, nó có kêu rộng quá. Mời anh em nha, thôi được rồi chú mời ơi, tắt máy đi để mình ăn chút xíu để anh em thèm à. Còn đáng gì? Đáng gì anh? Lại đây chú mời ơi. Mượn không? Ừ, con rắn ráo chà bá luôn. Rắn ráo chà bá luôn mọi người ơi. Trời ơi. Để cho chú Bảy bắt. Không, mọi người theo nè. Để mình dồn lại. Ôi, rắn ráo chà bá luôn. Anh lấy cái đèn ra anh. Rắn ráo chà bá luôn mọi người. Đó, mọi người thấy đang đáo không? Đang ráo chả luôn nha. Nửa ký à? Từ từ. Không không không, chú mười chụp đi để con quay con chụp không được. Đang ráo chà bá luôn, nửa ký hơn luôn á. Đang đáo chà bá lửa luôn. Quả chú mày. Đó nè. Đang ráo chà bá chú mày. Ôi nó coi nó dằn nín luôn rồi. Trời ơi nó bự. Mày lắm. Ôi con đang ráo. Hết nó đang ráo luôn mọi người. Ôi
đâu tự nhiên ơi. Mưa này hết anh. Anh thấy anh lăn đâu anh lo lạng anh kêu luôn. Mày ơi đang tráo. Thôi giờ mấy chú cháu mình thả bự. Ăn luôn. Trời ơi ghê vậy. Thôi giờ mấy chú cháu mình chắc cũng nắm đầu rồi sợ nữa. Cũng gom 12 con gục mọi người. Không có dính gì á. Đâu em coi. Con rắn ráo. Con dài rồi. Hey, con rắn ráo này được mét không ta? Mét hơn mét. Hơn mét. Anh mét 6 là anh đạp rồi coi. Mình thấy luôn nha. Không, 8 tấc. 8 tấc. Có cái rúng anh là có 1 mét rồi. Vậy? 1 mét 3 á. Anh mét 6 á. Đó, còn gì nữa. Con rắn 1m3 có luôn á. 1m2 được. Thì mình trời ơi con rắn ráo. Thôi giờ mấy chú cháu mình đi gom 12 con ngục luôn mọi người. Cái không dính gì quá. Gom chú bảy ơi. Cái ủa cái bao hồi trưa chiều đó rồi chú bảy. Rồi. Nãy dục đây chú bảy. Mình gom 12 con ngục luôn mọi người ơi. Hồi nãy thăm chín đầu tiên không dính gì á. Rồi trớt luôn rồi. Buồn thiệt chứ. Kêu nhẹ mệt tao có mà nó không ra. Để lại đây con gỡ đằng đây để con thăm hết lại gom cái luôn chú bảy ơi. Có dính là lại đầu cái đầu hôm này tung liền, còn không có dính là lại đầu hôm nó không có tung. Ồ, thua. Không dính luôn. Là không dính gì luôn mọi người ơi. Rồi bữa nay đặt 12 con không dính gì luôn. Để mấy chú cháu mình gộn mới được. Không dính gì chú ơi. Dở thiệt dở chứ. Sau nãy được dính được có một con một à. Hai con chứ không hai tướng bắt được con nữa hai con à. Anh thấy con hết. Nhẹ lên. Hai chú bảy chú mười đi với mình là khuya quá chú bảy chú mười đi về mọi người mình còn lại mình rình nó mới được con gì chụp đi à hey từ chụp hết đây con nè hai con luôn một cặp luôn một cặp nghe đâu không nó nằm đó đó đây nè 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 chạy ra cờ dòm nó dòm nó có không nè để em bỏ cho này nè mọi người lấy đèn lông hay ê nó bông lại kia chụp đi ông hai nằm đó rồi chụp đi không phải con đó là anh ơi một cặp á hả thấy không đây nè mọi người không hết được chà bá luôn cái này nó nghe chỗ này cái hồi nãy ra đó im re mà hết đực chà bá luôn. Ủa sao con này em bước xuống nó con sợ con đó nó cửa đó con đó đực chắc rồi tự nhiên đực nó đó thấy không nó hết đực nè cái này khuya lỡ nó ra liền. Tại chú bảy chú mười á, thức đêm không có nổi. Rồi nãy mình kết thúc ngay khúc đó luôn mọi người.
Thả ghê không? Cầm lên, cầm lên. Cầm cho em. Hết đợt, hết thân không? Thả ghê không? Có mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Núp kỹ nóng lạnh luôn mọi người. Nằm trong đây nè. Nằm trong kẹt rồi nè. Ôi đã cơ mình đi kiếm cả buổi luôn. Nè, nó kêu nè. Hết đực, trà bá lửa luôn. Mình ngồi ngay chỗ góc tường đó đó. Mình rình cả buổi luôn. Mình nghe có kêu đâu. Mình nghe nó kêu rồi mình kiếm hoài không có. Mình lên kiếm mấy góc tường rồi nè. Ai nhẹ nằm ngay chỗ đó đó. Trời ơi, kiếm chết luôn. Này, được ba con nha mọi người. Nãy mình với ông Hai Tướng bắt được con. Này, ông Hai Tướng đi trước bắt được con. Giờ mình bắt được con nữa là ba con nè. Ui, mệt. Lên cả buổi luôn. Nãy bắt sảy đang con ếch cái nè. Bự ghê luôn. Đây nè. Ếch cái bự ghê luôn nhưng mà nó chui vô trong hang á. Là mình không có làm gì được á. Lình cả buổi luôn. Khôn quá, nó không ra, nó không xuống ruộng. Nó nằm trên khô, trên bờ quá, trên chập mé tường rồi nè. Rồi, để chút xíu có anh quay tiếp cho mọi người xem nha. Đực hết thân ếch đực luôn. Bự ghê luôn. Không như bữa hổm ra đã ghê luôn. Giờ này gần 1 giờ đêm này mà nó chưa có ra. Mọi người nghe ếch nói kêu à. Nãy giờ mình rình hoài không thấy luôn. Đó, nghe không? Mình ngồi đây nãy giờ cái nửa tiếng hồ mà mình rồi hoài không thấy luôn. Bắt đầy lên im. Nó nằm ở bờ tường á. Tắt đèn lên im đi à. Tắt đèn cái nó kêu. Người tin đi xe ếch mà canh mà liếc mà lấy ghế lại với mùng nằm ngủ luôn không. Nói chung giờ hết ếch mọi người. Bắt được có 3 con. Lớn mở làm men canh lắm. Chừng không lại nha. Nó kêu tên kia cỡ dưới đây hết rồi. Ở đây còn có con một bắt này không được. Rình nó cả buổi luôn. Đi lại chui vô tường chứ. Được cái này bắt được không? Được có 4 con mọi người. Cái này xôi như thế này được có 4 con à. Mà nãy mấy anh em mình bằng nhậu hết con rồi. Còn 3 con rồi. Giờ dột về. Nhưng giờ hết ếch rồi. Ở đây không có ếch. Đây dở quá. Sớm chú 7 chú 10 vô sôi tăng với mình. Chịu nổi. Buồn ngủ quá chịu nổi về tuốt. Dạ. Còn mình với anh lớn à. Còn hai ông Tấn với ông kia về mất tiêu luôn nè. Dạ chắc mình dọn về luôn. Mày muốn mình kiếm cái điểm nào hết con ngon quay tiếp cho mọi người xem. Thôi chào mọi người luôn nha. Được có bữa nay được thành quả có 4 con à.